Vào ngày hôm qua, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết là tiến sĩ Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã ký quyết định về việc rút số đăng ký của các thuốc chứa hoạt chất gatiflosacin ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam. Chất gatiflosacin thuộc danh mục nguyên liệu và thuốc thành phẩm cấm nhập khẩu để làm thuốc dùng cho người. Theo đó, dung dịch nhỏ Maxima do công ty Allergan của Mỹ đăng ký, có nhà sản xuất là Allergan Cell, và dung dịch nhỏ mắt FTKT do công ty cổ phần dược phẩm mùng 3 tháng 2 thành phố Hồ Chí Minh đăng ký sản xuất bị rút số đăng ký. Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty đăng ký và nhà sản xuất các thuốc trong danh mục bị rút số đăng ký phải phối hợp với nhà nhập khẩu, nhà phân phối thuốc thực hiện việc thu hồi toàn bộ thuốc đã sản xuất đối với thuốc trong nước, đã nhập khẩu vào Việt Nam đối với thuốc nước ngoài trước ngày quyết định này có hiệu lực và báo cáo kết quả thu hồi theo đúng quy định hiện hành.